hôm nay là tối thứ sáu, ngày 18. Bây giờ thì Nắng Ấm và chồng Nắng Ấm sẽ đi ra ngoài pick up đồ ăn cho buổi tối. Tại lười nấu ăn, mình sẽ ăn đồ Korean và anh chồng sẽ ăn đồ Mexican food. Bây giờ Nắng Ấm sẽ đi ra tiệm Korean nhé. Ăn bibimbap các bạn ơi, món nó rất là ngon. Hôm nay thứ sáu, mai có đi làm, rất là vui. Ok, đã đến tiệm Mom Tofu rồi. Bây giờ Nắng Ấm vô lấy đồ ăn. Đã lấy đồ ăn rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua tiệm Mexican food. Giờ chúng ta sẽ đi vào tiệm Mexican. Cái này là cái phố nhỏ bán rất là nhiều thức ăn hai bên đường. Thành phố lớn thì cái bạn đầu xe bạn phải bỏ tiền, bỏ vào cái này 10 sen, 5 sen sẽ được 10 phút thôi, để nó ngắm bỏ thêm. Đi chờ chợ này nha các bạn. Mình mới đi chợ xong, bây giờ đang ở trong tiệm Mexican food để đợi thức ăn. Đây là chợ mua đồ. Đói bụng quá, đói bụng quá. Bây giờ mới có 5 giờ mà chờ đã tối rồi. Hả? Các bạn ơi, giữa tối nay là thứ sáu sẽ có bão, mưa hết cái weekend, thứ hai sẽ hết mưa thì mình sẽ đi làm đỡ hơn đó. TV nó đang nói hên quá chung thôi, nếu mà mưa trong tuần đó, đi làm lái xe nguy hiểm lắm. Thôi bây giờ order food về nhà coi TV ăn thôi. Có 5:15 mà chờ tối đó các bạn ơi. Đói bụng quá, không thể nào đợi mà về nhà ăn luôn, đói quá. Bà thức ăn smell rất là good. Mà bây giờ về nhà cũng cỡ chừng 2 phút là tới nhà. Tài xế, lái xe. Này có mưa lớn, bão lớn đó. Ai da. Mexican food. What that? That taco rồi. Taco. Taco. Someone so happy. Yum. Wow. Beef? Chicken. Chicken. Wow. Gà ha. Pollo. Okay. Okay. How was it? Trời. Là mấy cái chiếc người ta bỏ rồi, người ta bỏ thức ăn lên á. Wow. Là mấy cái chiếc nè các bạn, họ bỏ thịt, cà chua và nước sốt và cream cheese. No, sour cream. Avocado. Sour cream. Okay, enjoy your food. Happy Friday. Của Nắng Ấm, cái này là pork bibimbap. Cơm trộn Hàn Quốc, cái này là thịt heo. Và đây là nước sauce. Và đây là cream, đây là mấy cái kim chi. Bây giờ mình và chồng mình sẽ coi tivi và ăn. Có giá nè, rau luộc nè, này giống như cá nè, kim chi nè và dưa chua, rất là ngon. Này cũng có rau, cái này là thịt heo, rồi cà rốt và dưa chua và nước sốt, rất là ngon. Hello các bạn, sorry phòng này tối tối, tại vì á phòng này là để coi phim rồi family á, không có mua thêm đèn, có cái đèn trên kia thôi. Bây giờ Nắng Ấm sẽ ăn Korean food hấp dẫn quá. Cái món này mình đã giới thiệu với các bạn nhiều lần rồi, cho nên thôi bây giờ mình ăn thôi. Ăn thử thịt heo. Ngon quá.
giờ xin ảnh một miếng bánh chip mẻ. Miếng chip này có sốt nè các bạn. Ngon lắm. Mới 5 rưỡi mà trời tối rồi, thôi bây giờ mình phải ăn và coi tivi thôi. Enjoy cái Friday night. Đây, tivi đây các bạn. Thấy không? Ok, chúc các bạn có một buổi tối thứ sáu thật là vui vẻ và một cuối tuần thật là vui. Và nếu mà ngày mai mình đi đâu mình sẽ quay. Và tuần sau là Thanksgiving ở Mỹ, là ngày lễ tạ ơn. Thì mình chỉ đi làm thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật được nghỉ, là ngày cuối tuần, cho nên sẽ có nhiều hoạt động hay và mình sẽ quay. Ok, bye. Con mèo nó đòi ăn, để cho nó chút thịt. Con mèo đang ăn, mình ăn con mèo cũng ăn. Bây giờ là 6 giờ, nắng ấm mới vừa ăn tối xong. Và bây giờ rất là no, ăn Korean food rất là ngon, là thức ăn Hàn Quốc. Và trước khi mình lên trên kia, bây giờ nắng ấm chỉ thích ngồi nghỉ ngơi, coi TV. Và hôm nay là thứ sáu, nắng ấm không có video mới, cho nên mình sẽ lên trên phòng đó để sửa cái video của bà nắng ấm. Có hai cái video cần phải edit trước khi lên sóng, thì chút nữa nắng ấm sẽ lên edit và cho các bạn xem nha. Và video này thì cũng sẽ lên sóng mai mốt thôi, thì nắng ấm không có video dự trữ. Thì hồi nãy mình có ghé chợ mẹ, đây là thức ăn mình mua ở chợ mẹ nè các bạn. Bây giờ thì cái này là mình mua hồng, trái hồng cứng, hồng giòn ở Việt Nam á, nó rất là ngon. Chút nữa nắng ấm sẽ ăn thử cho các bạn xem, nói cho các bạn xem. Thì đây là trái hồng, thì mình mua khoảng khoảng chừng 5 trái như thế này. Và sau đó mình có mua khoai lang trắng để mình sẽ làm khoai lang chiên ăn, mình rất là thích. Và mình có mua thêm chút cà chua, nhiều lúc nấu bún ăn. Và mua một cái này là một trái bắp xú, và một trái củ sắn. Và đây là bánh bông lan, chồng mình mua cái này cỡ chừng 2 đô mấy, mấy cái bánh bông lan. Và mình có mua rau này thì cỡ chừng 2 đô. Và tổng cộng những thức ăn mình vừa mới mua thì cỡ chừng 13 đô thôi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lên sửa video thôi. Và để cho các bạn có video xem nha. Thì nắng ấm sửa video cũng rất là nhanh, nhất là những cái video mà bà nắng ấm nói chuyện thì không có phải sửa nhiều, chỉ cần bỏ cái giới thiệu với kết thúc rồi đưa lên thôi. Thì các bạn đợi nha. Cái thức ăn mình vừa mới mua vào tủ đó, mình bỏ cái này. Thì rau quả các bạn có thể bỏ trong hộp. Cái này là thức ăn Hàn Quốc hồi nãy mình ăn mà không có hết á. Chút nữa mai mình sẽ ăn thêm và bỏ thêm một trái bắp xú vào đây tủ lạnh. Ok, đóng tủ lạnh lại.